những cơn gió thổi lạnh người. Giật mình nhìn lịch tháng 10 rồi ư? Chặng đường 2024 cũng chỉ biết thốt hai từ quá nhanh. Chỉ còn 3 tháng mong manh là lại chuẩn bị hoàn thành một năm. 9 tháng đầy những khó khăn, đầy những mất mát, nhọc nhằn gian nan. Chỉ mong tháng 10 bước sang, mang theo hy vọng bình an tháng ngày. Cảnh báo chấn động, 5 ngày cực xấu trong tháng 10 âm lịch, Kỷ Mùi 1979 phải tuyệt đối chú ý, tránh được ắt đón phúc tránh họa, vận trình thăng hoa, nắm trọn lộc trời, gặp thời đổi đời giàu to. Kính thưa quý anh chị, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, anh chị biết đấy, người sống trên đời không nên đi lùi về quá khứ, cũng không nên bước quá xa về tương lai, mà chỉ nên tập trung ở hiện tại. Vì khi tâm trí, thể xác, tinh thần của bạn cảm nhận được hiện tại, thì toàn bộ những lựa chọn hay quyết định của bạn mới được đủ sự sáng suốt, vẹn toàn. Tập trung vào bài toán cuộc đời của Kỷ Mùi để đỡ tốn thời gian mà chú ý đến cuộc đời người khác, cũng càng đỡ tốn công sức chú tâm đến những sự xì xào, không ủng hộ, phiền hà của thế nhân. Nâng tầm bản thân, tài năng lớn mạnh, học hỏi trau dồi luôn là điều quan trọng để Kỷ Mùi có thể nắm bắt cơ hội, thay đổi cuộc đời. Trải qua 45 năm cuộc đời, có bao nhiêu anh chị Kỷ Mùi ở đây đã được nở mày nở mặt, giàu sang đủ đầy, gia đạo yên ấm? Hay vẫn còn đang bị quấn chặt vào guồng quay cuộc sống, thân thể bệnh tật, đầu óc đè nặng suy tư, không biết bao giờ mình mới thoát khỏi bể khổ cuộc đời? Giới tử vi học có hé lộ gần đây, trong số 12 con giáp, có tuổi Kỷ Mùi thời gian tới có nhiều biến động quyết định số phận cả năm còn lại của con giáp này. Sẽ có nhiều gian nan hiểm cảnh, khổ nạn điệp trùng, nhưng chỉ cần biết bốn điều này là hóa hung thành cát, vận hạn tiêu tan, đón thời giàu sang, vinh hiển thịnh vượng. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi số 1 phương Đông tiết lộ bí mật, trong tháng 10 âm lịch này, tuổi Kỷ Mùi biết được bốn dấu hiệu này, thì chứng minh đã đến lúc cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, đổi đời giàu sang phú quý và hưng vượng. Thậm chí, người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 còn được quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc cát tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn. Trong tương lai có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Đặc biệt tử vi hé lộ, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 biết 5 ngày đại kỵ xấu nhất trong vận trình tử vi tháng 9 âm năm 2024, được tiết lộ trong ngày hôm nay, sẽ đổi vận phát tài giàu nhanh chóng mặt. Và chỉ cần tránh 5 ngày này là đắc tài đắc lộc, tiền về ngập két hết khổ đổi đời siêu giàu. Diễn biến vận trình các phương diện, công việc sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo trong tháng 10 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi 1979. 5 ngày xấu đại kỵ trong tháng 10 cụ thể là 5 ngày nào? Ngay trong video này quý anh chị nhé! Anh chị có biết không? Ngoài kia không phải ai cũng có đủ tiền trang trải cuộc sống. Có những anh chị tuổi Kỷ Mùi bước vào tuổi cao niên, nhưng vẫn cố gắng tầm tào làm việc, được đồng nào hay đồng ấy, để trang trải cuộc sống. Mỗi mảnh đời là mỗi câu chuyện khác nhau, chúng ta không thể đánh đồng tất cả. Này anh chị tuổi Kỷ Mùi đang có cuộc sống như thế nào rồi ạ? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, thuộc mệnh thiên thượng hỏa, lửa trên trời, mang trong mình tinh thần ấm áp, nhân hậu và đầy lòng bao dung. Những người tuổi này thường có trái tim nhạy cảm, dễ xúc động, nhưng cũng không thiếu sự quyết đoán khi cần. Họ sở hữu sự điềm tĩnh, hòa nhã và có cách cư xử tinh tế, khiến người khác luôn cảm thấy gần gũi, an tâm khi bên cạnh. Bước vào tuổi 45, tuổi Kỷ Mùi đã trải qua nhiều biến cố và thử thách, giúp họ thêm phần kiên cường và sâu sắc trong tư duy lẫn cảm nhận cuộc sống. Người tuổi Kỷ Mùi nổi bật với tính cách hiền hòa, thân thiện và biết cảm thông. Họ không thích ganh đua, tranh giành, mà thiên về cuộc sống yên bình, hài hòa với mọi người xung quanh. Bản tính nhân hậu của họ thường thúc đẩy họ giúp đỡ người khác, thậm chí hy sinh lợi ích cá nhân để giữ gìn sự yên ổn, ấm cúng trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, Kỷ Mùi cũng có nhược điểm là dễ bị ảnh hưởng bởi người khác và đôi khi tỏ ra thiếu kiên quyết trong việc bảo vệ quan điểm của mình. Điều này có thể khiến họ gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định khi đứng trước những lựa chọn khó khăn. Để phát huy hết tiềm năng, người tuổi này cần học cách rèn luyện sự kiên định và dũng cảm đối diện với thử thách.
Người tuổi Kỷ Mùi thường phù hợp với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo, cảm hứng nghệ thuật hoặc công việc cần sự tỉ mỉ, chu đáo như giảng dạy, chăm sóc hoặc các ngành nghề về nghệ thuật. Họ thích sự ổn định, tránh xa môi trường làm việc quá cạnh tranh hoặc xô bồ. Tinh thần cống hiến và sự tận tụy giúp họ xây dựng được uy tín trong công việc và nhận được sự tôn trọng từ đồng nghiệp. Ở tuổi 45, tuổi Kỷ Mùi có thể đã đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Tuy nhiên, năm nay là giai đoạn họ cần lưu ý trong việc quản lý tài chính, tránh chi tiêu quá mức hoặc đầu tư vào những lĩnh vực không chắc chắn. Người tuổi này có xu hướng sống thoải mái với hiện tại, nhưng để đạt được sự vững chắc về mặt tài chính, họ nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định lớn. Trong gia đình, Kỷ Mùi là người biết cách chăm sóc, quan tâm và luôn nỗ lực xây dựng bầu không khí ấm áp, hạnh phúc. Họ coi trọng mối quan hệ gia đình và luôn sẵn sàng hy sinh để mang đến niềm vui và sự bình an cho người thân. Những người tuổi Kỷ Mùi thường là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các thành viên trong gia đình, dù họ ít khi thể hiện điều này một cách phô trương. Với bạn bè và đồng nghiệp, Kỷ Mùi luôn được yêu mến bởi sự chân thành, trung thực và thái độ cởi mở. Họ là những người bạn đáng tin cậy, luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ những vui buồn của người khác. Trong tình yêu, Kỷ Mùi đề cao sự chung thủy, tình cảm sâu sắc và sự chia sẻ. Họ cần một người bạn đời hiểu và trân trọng sự dịu dàng, nhẫn nại mà họ mang đến trong mối quan hệ. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Mùi thường ổn định, nhưng họ cần chú ý hơn đến các vấn đề về hệ tiêu hóa và cuộc sống. Những áp lực cuộc sống, công việc có thể làm Kỷ Mùi đôi lúc cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, vì thế nên họ cần duy trì thói quen tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Thiền, yoga hoặc những hoạt động ngoài trời nhẹ nhàng sẽ rất có ích trong việc giúp họ lấy lại sự cân bằng và tĩnh tại trong tâm hồn. Sau nhiều thăng trầm, người tuổi Kỷ Mùi có cái nhìn sâu sắc và thực tế hơn về cuộc sống. Họ hiểu rằng hạnh phúc không chỉ đến từ những thành công lớn, mà còn từ những điều bình dị, những khoảnh khắc thân thuộc bên gia đình. Sự trưởng thành, đằm thắm trong suy nghĩ của tuổi này giúp họ tìm thấy bình yên giữa cuộc đời đầy biến động. Tháng 10 âm lịch năm nay, người tuổi Kỷ Mùi có thể gặp những cơ hội để phát triển trong công việc hoặc khám phá những ý tưởng mới. Đây là thời điểm tốt để họ tái thiết lại kế hoạch công việc, điều chỉnh những bước đi để hướng tới mục tiêu bền vững. Những nỗ lực từ thời gian qua có thể sẽ đem lại những kết quả đáng khích lệ nếu Kỷ Mùi kiên nhẫn, bền bỉ theo đuổi. Về gia đình, đây là thời điểm lý tưởng để Kỷ Mùi dành nhiều thời gian cho người thân. Những cuộc trò chuyện ấm áp, những bữa cơm sum họp sẽ giúp họ thấy thêm yêu thương, kết nối với gia đình. Ngoài ra, nếu có thể, họ nên tổ chức những chuyến đi ngắn để đổi gió, giúp tinh thần được thư thái hơn. Trong tháng này, người tuổi Kỷ Mùi cũng nên cẩn trọng trong giao dịch tài chính. Mặc dù có những cơ hội về mặt tiền bạc, họ cần xem xét kỹ lưỡng và tránh đưa ra các quyết định vội vàng. Tâm lý an yên, tỉnh táo sẽ giúp họ vượt qua những thử thách và tận dụng tối đa những cơ hội đến với mình. Tuổi Kỷ Mùi, với trái tim nhân hậu và tinh thần kiên nhẫn, sẽ luôn tìm thấy ý nghĩa sâu sắc trong từng khoảnh khắc cuộc sống. Tháng 10 âm lịch là thời gian để họ củng cố niềm tin vào bản thân, kiên định với con đường mình đã chọn và đón nhận những niềm vui giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Thưa anh chị tuổi Kỷ Mùi thân mến, thời lượng video còn lại của chúng ta sẽ dùng thời gian để luận giải về sự nghiệp, công việc, tài lộc, về sức khỏe và tình duyên gia đạo và 5 ngày cực xấu trong tháng 10 âm lịch. Còn ở phần cuối cùng còn lại, hãy cùng nhau lắng nghe lời Phật dạy để tu tâm dưỡng tính sao cho cuộc đời thanh tịnh hơn anh chị nhé. Vậy với những tính cách này sẽ ảnh hưởng thế nào tới sự nghiệp tài lộc tuổi Kỷ Mùi tháng 10 âm lịch tới? Thầy Tử Vi tiết lộ, tháng 10 âm lịch năm 2024 là thời điểm may mắn và thuận lợi đối với người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Được sự che chở của bán hợp quý nhân, vận khí của bản mệnh hanh thông, mưu cầu dễ thành công, tạo điều kiện cho các kế hoạch và dự định phát triển thuận lợi. Công việc của tuổi Mùi tiến triển tốt đẹp, mọi việc diễn ra suôn sẻ từ đầu đến cuối, mang đến cảm giác an tâm và thỏa mãn. Đây là lúc để tuổi Kỷ Mùi tự tin và chủ động hơn trong các nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh sự may mắn trong công việc, tuổi Kỷ Mùi cần thận trọng với những kẻ tiểu nhân có lòng đố kỵ, dễ tìm cách phá hoại. Những người này có thể xuất hiện dưới dạng đồng nghiệp hay đối tác, bề ngoài tỏ vẻ ủng hộ nhưng thực chất lại ném đá giấu tay. Do đó, tuổi Kỷ Mùi nên tránh lơ là, cảnh giác và cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi quyết định quan trọng. Nếu giữ thái độ khiêm tốn, cẩn trọng và xử lý tình huống một cách bình tĩnh,
bản mệnh sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn, giữ vững sự thành công. Trong lĩnh vực kinh doanh, tuổi Kỷ Mùi đón nhận nhiều tin vui khi lượng đơn hàng và nhu cầu từ khách hàng tăng cao, mang lại doanh thu khả quan. Sự nghiệp kinh doanh không chỉ ổn định mà còn có triển vọng đột phá, giúp bản mệnh có nguồn tài chính dồi dào. Tuy nhiên, do có tâm lý chi tiêu thoải mái, tuổi Mùi dễ tiêu tiền vào những khoản không cần thiết như mua sắm hàng hiệu, ăn uống tại các nhà hàng sang trọng hoặc quà tặng đắt tiền. Sự chi tiêu này mang lại niềm vui trước mắt, nhưng cũng khiến bản mệnh khó tích lũy tài sản vào thời điểm này. Vì vậy, việc lập kế hoạch tài chính và kiểm soát chi tiêu sẽ giúp tuổi Kỷ Mùi tránh tình trạng tiền vào túi rồi cũng ra sớm. Về tình cảm, vận trình của tuổi Kỷ Mùi cũng có nhiều điểm sáng. Đối với người đã lập gia đình hoặc đang trong mối quan hệ ổn định, sự hòa hợp và thấu hiểu giữa hai người tạo nên bầu không khí vui vẻ và ấm áp. Tuy nhiên, với nữ mệnh tuổi Mùi còn độc thân, sự ngây thơ và dễ tin người có thể khiến họ rơi vào tình huống bị lợi dụng tình cảm. Những người này cần cẩn thận hơn trong các mối quan hệ xã giao mới, tránh để bản thân bị lừa gạt. Đặt sự cảnh giác và sáng suốt lên hàng đầu sẽ giúp họ bảo vệ trái tim mình, tránh tổn thương không đáng có. Tóm lại, tháng 10 âm lịch là thời điểm thuận lợi cho tuổi Kỷ Mùi cả về công việc và tài lộc, nhưng vẫn cần sự cảnh giác và cân nhắc kỹ lưỡng trong các quyết định. Với sự cẩn thận, bản mệnh có thể biến thách thức thành cơ hội, giữ vững vận may và tận hưởng một tháng trọn vẹn, thành công trong mọi lĩnh vực. Cụ thể về công việc sự nghiệp. Trong tháng 10 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 được dự đoán sẽ tiến triển thuận lợi nhờ vào sự che chở của quý nhân tam hợp. Đây là thời điểm lý tưởng để bản mệnh phát huy năng lực, nhận được sự ủng hộ từ các đồng nghiệp và cấp trên. Dưới ảnh hưởng của tam hợp, tuổi Mùi dễ đạt được những thành công nhỏ, từ đó tạo đà cho các bước tiến xa hơn. Khả năng quan sát tinh tế và nhìn xa trông rộng của bản mệnh giúp hạn chế việc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhất thời, tránh được các sai lầm không đáng có. Đây là một yếu tố quan trọng, giúp tuổi Kỷ Mùi duy trì được sự ổn định và tự tin trong công việc. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, tuổi Kỷ Mùi cũng đối mặt với thách thức từ hung tinh ngũ quỷ. Sự xuất hiện của ngũ quỷ là điềm báo về những nguy cơ từ kẻ tiểu nhân, có thể phá hoại các thành quả mà bản mệnh đã dày công xây dựng. Những kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng sơ hở hoặc hiểu lầm để tung tin đồn thị phi, gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tuổi Mùi. Vì vậy, đây là thời điểm bản mệnh cần đặc biệt chú ý đến mọi hành động và lời nói trong công việc, tránh để kẻ xấu có cơ hội khai thác điểm yếu và làm tổn hại đến danh tiếng cũng như vị trí của mình. Để giảm bớt tác động tiêu cực từ ngũ quỷ, phong thủy phi tinh tháng 10 âm lịch khuyến khích tuổi Kỷ Mùi sử dụng các vật phẩm phong thủy như thạch anh hồng, thạch anh tím hay mã não đỏ. Những vật phẩm này không chỉ giúp ngăn chặn hung khí mà còn tăng cường năng lượng tích cực, thu hút may mắn và tài lộc. Đặt chúng ở góc đông nam trong nhà hoặc nơi làm việc sẽ hỗ trợ bản mệnh hóa giải những lời đồn đại và thị phi, giữ vững vận khí tốt lành trong công việc. Trong tháng này, người tuổi Kỷ Mùi cũng nên tận dụng sự ủng hộ của các mối quan hệ xã giao tốt để xây dựng một môi trường làm việc hài hòa. Nhờ sự giúp đỡ từ quý nhân, bản mệnh có cơ hội mở rộng mạng lưới công việc, tạo điều kiện cho sự thăng tiến trong tương lai. Để bảo vệ công sức của mình và tránh những rắc rối không đáng có, tuổi Kỷ Mùi nên duy trì thái độ khiêm tốn, học cách lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mọi người xung quanh. Điều này không chỉ giúp tạo ấn tượng tốt mà còn giúp bản mệnh củng cố vị thế, giảm thiểu sự chú ý từ những kẻ ganh ghét. Tóm lại, sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 10 âm lịch đầy tiềm năng và thuận lợi nhờ vào quý nhân hỗ trợ. Nhưng đồng thời, bản mệnh cần cẩn trọng trước những chiêu trò của kẻ tiểu nhân và duy trì phong thái điềm tĩnh, lý trí để không bị sa vào những rắc rối không đáng có. Với sự kết hợp giữa năng lực bản thân, sự hỗ trợ của quý nhân và phong thủy hợp lý, tuổi Kỷ Mùi sẽ vượt qua tháng 10 với sự ổn định và thành công nhất định. Để dẹp bớt những lời đồn đại thị phi, ngoài cách làm như trên thì phong thủy phi tinh tháng 10 âm lịch cũng cho rằng mệnh chủ cần phải dùng những vật phẩm phong thủy bằng thạch anh hồng, thạch anh tím hay mã não đỏ. Vừa ngăn cản hung khí, vừa giúp các khí vượng hơn, nên đặt ở góc đông nam trong nhà. Về tài lộc, tiền bạc. Theo tử vi tháng 10 âm năm 2024 dự báo, vận trình tài lộc của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 10 khá tốt nhờ có thiên tài ở bên trợ giúp. Các thần này sẽ mang tới nhiều cơ hội làm ăn cho bản mệnh, có những lúc không cần phải cố gắng gì cũng có tiền về tay. Đối với người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán, việc kinh doanh tiến triển tốt, các đơn hàng tấp nập bay về,
không gặp phải trở ngại gì quá lớn nên lợi nhuận thu về cũng khá ổn, đủ để con giáp này có thể thoải mái chi tiêu theo ý mình. Với người làm công ăn lương thì trong tháng thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái, bản mệnh sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm. Điều này khiến cho những chú dê trở nên bận rộn hơn hẳn, song bù lại túi tiền cũng rủng rỉnh hơn. Có điều trong tháng tích lũy được không nhiều bởi tiền vào túi hôm trước mà hôm sau đã bay biến do những thú vui phù phiếm của mệnh chủ. Tuổi Kỷ Mùi cần phải có ý thức và tự kiểm điểm bản thân thì mới có thể cải thiện tình trạng này. Về sức khỏe, Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, tuổi Kỷ Mùi biết tự chăm sóc cho bản thân mình, không cần người khác phải lo lắng nhắc nhở, nhờ thế mà sức khỏe của con giáp này trong tháng Ất Hợi khá tốt. Vợ chồng trong tháng có thể sẽ đón tin vui về chuyện công việc hoặc hỷ tính của con cái. Nếu con cái có kế hoạch gì, thì Kỷ Mùi hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé. Về tình duyên gia đạo, trong chuyện tình cảm, tử vi tháng 10 âm lịch của 12 con giáp này báo về tin mừng khi mà con giáp này có được sự thấu hiểu và cảm thông của đối phương, mối quan hệ đôi lứa hài hòa, êm ấm. Để giữ được hạnh phúc này thì những chú dê biết cách cân bằng thời gian cho gia đình và công việc, không để cho những chuyện trong công việc ảnh hưởng đến gia đình, tuyệt đối không giận cá chém thớt. Tam hợp cục sẽ giúp cho người độc thân đào hoa rực rỡ, nhân duyên khác phái cực vượng, có không ít người tỏ tình, làm quen. Có điều, bản mệnh cần phải giữ tỉnh táo kẻo bị kẻ tiểu nhân lợi dụng tình cảm mà lừa gạt cả tình cả tiền. Con giáp này đề cao sự độc lập, luôn cố gắng để làm được mọi chuyện, nhất là nữ mệnh. Song điều đó có thể trở thành lý do mà bản mệnh dễ yếu lòng trước sự nam tính của đối phương, biến mình thành trò cười. Tiếp theo sau đây sẽ là luận giải vận trình tử vi chi tiết, cũng như cẩm nang vượng vận từng tuần trong tháng 10 âm lịch năm 2024. Cho tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 cụ thể chi tiết như sau. Tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 10 âm lịch. Tuần đầu tiên của tháng 10 âm lịch năm 2024 là thời điểm khởi sắc với nhiều tín hiệu tích cực cho người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Vận trình tuần này mang đến những bước tiến mới trong công việc, sự nghiệp và cả tài lộc, mở ra nhiều cơ hội làm ăn thuận lợi. Tuần này, tuổi Kỷ Mùi đón nhận nguồn năng lượng tích cực từ các sao tốt chiếu mệnh, giúp công việc và sự nghiệp có nhiều dấu hiệu may mắn, thành công. Những kế hoạch hoặc dự án bạn đã dày công xây dựng có cơ hội tiến triển nhanh chóng và đạt được thành quả ấn tượng. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, tự do hay buôn bán sẽ đặc biệt thấy rõ điều này khi các cơ hội hợp tác, giao dịch mới mở ra và lợi nhuận dần xuất hiện. Người làm công sở cũng có thể đạt được những thành tựu nhất định trong tuần này. Tinh thần làm việc lạc quan, nhiệt huyết giúp bạn giải quyết công việc nhanh gọn và hiệu quả. Đặc biệt, sự ủng hộ từ đồng nghiệp và cấp trên giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong những nhiệm vụ được giao, mở ra cơ hội thăng tiến hoặc tăng cường uy tín cá nhân. Phương diện tài lộc tuần này chuyển biến rất tốt nhờ sự hỗ trợ của các sao tài tinh. Đặc biệt, sao Thiên Hỷ và Lộc Tồn xuất hiện, giúp người tuổi Kỷ Mùi có những khoản thu nhập bất ngờ hoặc tìm thấy cơ hội làm ăn sinh lời. Các dự án đầu tư, kinh doanh dễ mang lại kết quả khả quan, thu nhập tăng cao hơn dự kiến. Với sự chuyển biến tốt về tài lộc, đây cũng là thời điểm để bạn cân nhắc mở rộng các hạng mục đầu tư, hợp tác. Tuy nhiên, dù có may mắn chiếu rọi, bạn vẫn cần cẩn trọng, không nên quá vội vàng trong các quyết định tài chính lớn. Bảo toàn nguồn vốn và tính toán cẩn thận sẽ giúp bạn giữ vững sự ổn định và có cơ hội thu lợi lâu dài. Gia đạo tuần này yên ấm và hài hòa. Gia đình là nơi mang lại động lực tinh thần lớn lao, giúp bạn tự tin đối mặt với công việc và cuộc sống. Những niềm vui nhỏ trong gia đình sẽ là nguồn an ủi, khích lệ bạn mỗi ngày. Sao tốt, Thiên Hỷ và Lộc Tồn mang đến may mắn cho công việc và tài lộc. Sao xấu, không có sao xấu đáng kể chiếu mệnh trong tuần này, giúp tuổi Kỷ Mùi có thể tận dụng thời cơ tốt. Con số may mắn 3 và 8. Quý nhân, người tuổi Tỵ sẽ là quý nhân hỗ trợ, tạo ra những cơ hội thuận lợi trong các dự án hoặc kế hoạch của bạn. Tiểu nhân, người tuổi Tuất có thể gây ra một số phiền phức nhỏ, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến vận trình. Tuần đầu tháng 10 âm là một tuần may mắn và thành công cho người tuổi Kỷ Mùi. Công việc có bước tiến mới, tài lộc thuận lợi và gia đình hòa thuận. Đây là thời điểm bạn nên tận dụng tốt mọi cơ hội, nhưng cũng cần thận trọng, không quá vội vàng trong các quyết định quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững. Tuần 2, từ mùng 8 đến 14 tháng 10 âm lịch.
Tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch năm 2024 hứa hẹn mang đến cho người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nhiều trải nghiệm mới mẻ và thử thách. Tuy không phải tất cả đều dễ dàng, nhưng đây là tuần bạn có cơ hội phát huy khả năng và đón nhận thành quả xứng đáng. Vận trình công việc của tuổi Kỷ Mùi trong tuần này không ổn định hoàn toàn mà có xen lẫn những thách thức. Dưới tác động của sao Nguyệt Đức, bạn có khả năng gặp phải một số thay đổi hoặc điều chỉnh trong các dự án đang thực hiện. Nhưng đây cũng chính là cơ hội để bạn thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo của mình. Những người làm công việc liên quan đến sáng tạo, nghệ thuật hoặc kinh doanh có thể phải đối mặt với một số khó khăn bất ngờ, đòi hỏi sự kiên trì và cẩn thận. Các thách thức này sẽ không kéo dài nếu bạn tập trung giải quyết từng bước. Sao Nguyệt Đức cũng có mặt tích cực, giúp bạn có thêm cơ hội mở rộng mối quan hệ với đối tác và khách hàng, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Những người làm việc văn phòng có thể thấy áp lực từ việc tăng khối lượng công việc hoặc những yêu cầu khắt khe từ cấp trên. Tuy nhiên, nhờ vào năng lực và sự quyết tâm, bạn có khả năng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ này, từ đó nâng cao uy tín cá nhân. Tuần này, tài lộc của tuổi Kỷ Mùi có dấu hiệu ổn định nhưng vẫn cần thận trọng trong các quyết định chi tiêu. Sao Thiên Tài xuất hiện, mang đến một số cơ hội tài lộc đặc biệt, có thể là các khoản thu ngoài hoặc một số cơ hội đầu tư ngắn hạn. Tuy nhiên, để tránh rủi ro, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia đầu tư mới. Các khoản thu nhập ổn định từ công việc chính vẫn sẽ là nguồn hỗ trợ tài chính lớn, và nhờ vào sự cẩn thận, bạn có thể tích lũy được một khoản tiền đáng kể. Đặc biệt, trong tuần này, bạn có thể gặp cơ hội tài chính thông qua một người bạn hoặc đồng nghiệp. Đây có thể là một dự án hợp tác có triển vọng. Sức khỏe tuần này không có biến động lớn, nhưng bạn nên chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ để đảm bảo sức bền trong công việc. Dành thời gian thư giãn, tập luyện nhẹ nhàng cũng là cách giúp cơ thể bạn duy trì năng lượng. Sao Tốt, Nguyệt Đức và Thiên Tài mang đến những cơ hội công việc, tài lộc. Sao Xấu, không có sao xấu tác động lớn, chỉ cần thận trọng trong các giao dịch tài chính. Con số may mắn, 5 và 9. Quý nhân, người tuổi Hợi giúp đỡ bạn trong công việc, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác. Tiểu nhân, người tuổi Thân có thể tạo ra những hiểu lầm nhỏ, cần thận trọng trong giao tiếp. Tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch, tuổi Kỷ Mùi có thể gặp một số thử thách nhưng cũng là cơ hội để phát triển. Tài lộc ổn định với dấu hiệu khởi sắc từ các khoản thu ngoài, nhưng bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Gia đình ấm áp, sức khỏe tốt sẽ là nguồn động viên lớn để bạn tự tin đón nhận mọi cơ hội và thách thức. Tuần 3, từ 15 đến 22 tháng 10 âm lịch. Tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch năm 2024 đối với người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ diễn ra với nhiều biến động thú vị, mở ra những cơ hội mới trong công việc và tài lộc, mặc dù vẫn cần sự cẩn trọng trong từng bước đi. Trong tuần này, sự nghiệp của bạn có dấu hiệu khởi sắc với sự xuất hiện của sao Lộc Tốn, mang lại may mắn và cơ hội thăng tiến. Bạn có thể nhận được một dự án mới, hoặc được giao trách nhiệm lớn hơn. Điều này không chỉ khẳng định được năng lực của bạn mà còn tạo điều kiện để bạn chứng tỏ bản thân và gây ấn tượng với cấp trên. Tuy nhiên, sự khởi sắc này cũng đi kèm với áp lực lớn hơn. Bạn sẽ cần phải làm việc chăm chỉ hơn để đáp ứng được yêu cầu. Các mối quan hệ trong công việc sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy, hãy tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và đối tác. Hãy cẩn thận với những hiểu lầm có thể phát sinh và hãy cố gắng duy trì sự giao tiếp rõ ràng, minh bạch. Về phương diện tài lộc, tuần này mang đến những tín hiệu tích cực. Các khoản thu nhập chính từ công việc vẫn ổn định và có khả năng tăng nhẹ nhờ vào những thành quả bạn đạt được. Bên cạnh đó, nếu bạn biết tận dụng cơ hội tốt, có thể kiếm thêm từ những dự án bên ngoài hoặc các hoạt động đầu tư nhỏ. Hãy chú ý đến việc lập kế hoạch tài chính để tránh tình trạng chi tiêu không cần thiết có thể ảnh hưởng đến nguồn vốn của bạn. Dù tình hình tài chính có khởi sắc, nhưng việc quản lý tài chính vẫn là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự bền vững lâu dài. Sao Tốt, Lộc Tốn mang lại may mắn và cơ hội trong công việc. Sao Xấu, không có sao xấu đáng kể trong tuần này, nhưng cần lưu ý tránh xa những tình huống có thể gây rắc rối. Con số may mắn, 2 và 8. Quý nhân, người tuổi Dần sẽ giúp đỡ bạn trong các dự án quan trọng. Tiểu nhân, người tuổi Tuất có thể tạo ra một số hiểu lầm trong công việc, cần thận trọng trong giao tiếp. Tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch mang đến cho người tuổi Kỷ Mùi nhiều cơ hội trong công việc và tài lộc. Bạn có thể gặp nhiều áp lực, nhưng sự thăng tiến và những thành quả đạt được sẽ là động lực lớn để bạn tiếp tục phấn đấu.
Đừng quên dành thời gian cho gia đình và chăm sóc sức khỏe bản thân để duy trì được năng lượng tích cực trong mọi hoạt động. Hãy tự tin và chủ động đón nhận mọi cơ hội trong tuần này. Tuần 4, từ 23 âm lịch cho đến hết tháng. Tuần thứ tư của tháng 10 âm lịch năm 2024 sẽ là khoảng thời gian mang lại cho người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 những thách thức mới, nhưng đồng thời cũng mở ra những cơ hội tích cực trong công việc và tài lộc. Đây là thời điểm bạn cần phải thật sự tập trung và quyết đoán để vượt qua khó khăn. Trong tuần này, công việc của bạn có thể gặp phải một số thách thức và cản trở không mong muốn. Có thể xuất hiện những vấn đề phát sinh từ các dự án trước đó, khiến bạn phải tốn nhiều thời gian và công sức để giải quyết. Điều này có thể tạo ra áp lực lớn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để bạn thể hiện khả năng xử lý vấn đề và khả năng lãnh đạo của mình. Hãy tận dụng sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp và cấp trên, vì đây là thời điểm mà sự hợp tác và giao tiếp trở nên cực kỳ quan trọng. Đừng ngần ngại chia sẻ ý tưởng và nhờ sự giúp đỡ khi cần thiết. Sự chủ động trong việc kết nối với những người xung quanh sẽ giúp bạn tạo ra được không khí làm việc tích cực và hiệu quả hơn. Về tài lộc, tuần này có thể không mang lại những dấu hiệu tích cực rõ rệt như những tuần trước. Tuy nhiên, bạn vẫn có những cơ hội nhỏ để cải thiện tình hình tài chính. Hãy tập trung vào việc quản lý chi tiêu một cách thông minh và tránh các khoản đầu tư mạo hiểm mà chưa được xem xét kỹ lưỡng. Nếu bạn đang có kế hoạch đầu tư hoặc kinh doanh, hãy chuẩn bị kỹ càng và thực hiện những bước đi thận trọng. Sự kiên nhẫn và tính cẩn thận sẽ là chìa khóa giúp bạn tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Trong gia đình, không khí sẽ tương đối ấm cúng, nhưng có thể xuất hiện một số tranh cãi nhỏ do áp lực từ công việc và cuộc sống. Hãy dành thời gian để lắng nghe và thấu hiểu những người thân yêu của bạn. Một cuộc trò chuyện chân thành có thể giúp hóa giải những căng thẳng trong gia đình và tăng cường tình cảm giữa các thành viên. Sức khỏe của bạn trong tuần này cần được chú trọng. Có thể do áp lực công việc mà bạn sẽ cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Hãy đảm bảo rằng bạn dành thời gian cho bản thân, thực hiện các hoạt động thư giãn như tập yoga, thiền hoặc đơn giản là đi dạo để giải tỏa căng thẳng. Sao Tốt, mặc dù tuần này có nhiều thử thách, nhưng vẫn có sự hỗ trợ từ sao Tài Lộc, mang đến một chút may mắn trong các vấn đề tài chính. Sao Xấu, sao Tướng Quân có thể gây ra sự cạnh tranh và áp lực trong công việc. Con số may mắn 4 và 9. Quý nhân, người tuổi Mão sẽ mang lại sự hỗ trợ và khích lệ bạn trong công việc. Tiểu nhân, người tuổi Hợi có thể gây ra những hiểu lầm hoặc khó khăn trong giao tiếp. Tuần thứ tư của tháng 10 âm lịch sẽ là một thử thách đối với người tuổi Kỷ Mùi, nhưng cũng mang lại cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình. Hãy duy trì tinh thần lạc quan, tập trung vào việc giải quyết vấn đề và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và gia đình. Đừng quên chăm sóc sức khỏe bản thân và dành thời gian cho những người thân yêu. Những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Thưa quý anh chị Kỷ Mùi 1979 thân mến, từ xưa, tổ tiên chúng ta đã rất coi trọng việc xem ngày tốt xấu, ngày hoàng đạo, đến ngày nay nó vẫn giữ vai trò nhất định. Khi quyết định thực hiện một việc trọng đại nào đó như sửa nhà, cưới hỏi, xuất hành, khai trương, làm việc đại sự, hay chỉ đơn giản là xem ngày tốt, sẽ giúp chúng ta có nhiều may mắn thuận lợi hơn, làm gì cũng thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, nếu chỉ tập trung vào chọn ngày tốt mà không quan tâm đến những ngày xấu, có thể gây ra rủi ro, thậm chí khi chọn sai, thì có thể dẫn tới phá tài, hao tán tiền của mất sạch. Ngày sau đây, Tài Lộc TV sẽ chia sẻ tới quý anh chị 5 ngày cực xấu trong tháng 10 âm lịch, để quý bản mệnh Kỷ Mùi tránh được những ngày xấu và chọn được những ngày đẹp nhất để thực hiện công việc của mình, quý anh chị nhé. 1. Dương lịch, thứ tư, ngày 13 tháng 11 năm 2024. Âm lịch, ngày 13 tháng 10 năm 2024 tức ngày Tân Tỵ, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn. Sao xấu, tiểu hồng sa, xấu mọi việc. Nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa. Câu trận, kỵ an táng. Ly sàng, kỵ cưới hỏi. Hướng xuất hành, hắc thần, hướng ông thần ác, xấu, nên tránh, hướng tây. Giờ xuất hành nên tránh, 11 đến 13 giờ 23 đến 1 giờ. Xích khẩu, xấu. Xuất hành vào giờ này hay xảy ra việc cãi cọ, gặp chuyện không hay do thần khẩu hại sát phẩm, phải nên đề phòng, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ mồm giữ miệng. Người ra đi nên hoãn lại, phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận, tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau. 3 đến 5 giờ, 15 đến 17 giờ,
không vong tuyệt lộ, xấu. Đây là giờ đại hung, rất xấu. Xuất hành vào giờ này thì mọi chuyện đều không may, rất nhiều người mất của vào giờ này mà không tìm lại được. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, đi xa e gặp nạn nguy hiểm. Chuyện kiện thư thì thất lý, tranh chấp cũng thua thiệt, e phải vướng vào vòng tù tội không chừng. Việc quan trọng phải đòn, gặp ma quỷ cúng tế mới an. 9 đến 11 giờ, 21 đến 23 giờ, lưu niên, xấu, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt. Kiện cáo nên hoãn lại, người đi chưa có tin về. Mất của, đi hướng nam tìm nhanh mới thấy, nên phòng ngừa cãi cọ. Miệng tiếng rất tầm thường, việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn. Tính chất cung này trì trệ, kéo dài, gặp xấu thì tăng xấu, gặp tốt thì tăng tốt. 2. Dương lịch, chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2024. Âm lịch, ngày 17 tháng 10 năm 2024 tức ngày Ất Dậu, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn. Sao xấu, phi ma sát, tai sát, kỵ giá thú nhập trạch. Chu tước hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương. Sát chủ, xấu mọi việc. Lỗ ban sát, kỵ khởi công, động thổ. Hướng xuất hành, hắc thần, hướng ông thần ác, xấu, nên tránh, hướng tây bắc. Giờ xuất hành nên tránh, 1 đến 3 giờ, 13 đến 15 giờ. Lưu niên, xấu, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt. Kiện cáo nên hoãn lại, người đi chưa có tin về. Mất của, đi hướng nam tìm nhanh mới thấy, nên phòng ngừa cãi cọ. Miệng tiếng rất tầm thường, việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn. Tính chất cung này trì trệ, kéo dài, gặp xấu thì tăng xấu, gặp tốt thì tăng tốt. 3h5h 15 đến 17 giờ, xích khẩu, xấu. Xuất hành vào giờ này hay xảy ra việc cãi cọ, gặp chuyện không hay do thần khẩu hại sát phẩm, phải nên đề phòng, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ mồm giữ miệng. Người ra đi nên hoãn lại, phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận, tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau. 7 đến 9 giờ, 19 đến 21 giờ, không vong tuyệt lộ, xấu. Đây là giờ đại hung, rất xấu. Xuất hành vào giờ này thì mọi chuyện đều không may, rất nhiều người mất của vào giờ này mà không tìm lại được. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, đi xa e gặp nạn nguy hiểm. Chuyện kiện thư thì thất lý, tranh chấp cũng thua thiệt, e phải vướng vào vòng tù tội không chừng. Việc quan trọng phải đòn, gặp ma quỷ cúng tế mới an. 3. Dương lịch, thứ hai, ngày 18 tháng 11 năm 2024. Âm lịch, ngày 18 tháng 10 năm 2024 tức ngày Bính Tuất, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn. Sao xấu, hoang vu, xấu mọi việc. Nguyệt hư, nguyệt sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng. Tứ thời cô quả, kỵ cưới hỏi. Quỷ khóc, xấu với tế tự, an táng. Kiên cử, khởi công tạo tác việc gì cũng không khỏi hại, nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, đóng giường, lót giường, tranh tụng. Hướng xuất hành, hắc thần, hướng ông thần ác, xấu, nên tránh, hướng tây bắc. Giờ xuất hành nên tránh, 11 đến 13 giờ, 23 đến 1 giờ, lưu niên, xấu, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt, kiện cáo nên hoãn lại, người đi chưa có tin về, mất của, đi hướng nam tìm nhanh mới thấy, nên phòng ngừa cãi cọ, miệng tiếng rất tầm thường, việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn, tính chất cung này trì trệ, kéo dài, gặp xấu thì tăng xấu, gặp tốt thì tăng tốt. 3h, 13 đến 15 giờ, xích khẩu, xấu. Xuất hành vào giờ này hay xảy ra việc cãi cọ, gặp chuyện không hay do thần khẩu hại sát phẩm, phải nên đề phòng, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ mồm giữ miệng. Người ra đi nên hoãn lại, phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận, tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau. 5 đến 7 giờ, 17 đến 19 giờ, không vong tuyệt lộ, xấu. Đây là giờ đại hung, rất xấu. Xuất hành vào giờ này thì mọi chuyện đều không may, rất nhiều người mất của vào giờ này mà không tìm lại được. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, đi xa e gặp nạn nguy hiểm. Chuyện kiện thư thì thất lý, tranh chấp cũng thua thiệt, e phải vướng vào vòng tù tội không chừng. Việc quan trọng phải đòn, gặp ma quỷ cúng tế mới an.
4. Dương lịch, thứ năm, ngày 21 tháng 11 năm 2024. Âm lịch, ngày 21 tháng 10 năm 2024 tức ngày Kỷ Sửu, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn. Sao xấu, theo Ngọc Hạp thông thư. Thổ ôn, thiên cẩu, kỵ xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự. Thiên tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương. Nguyệt yếm đại họa, xấu đối với xuất hành, giá thú. Quả tú, xấu với cưới hỏi. Tam tang, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Kiên cử, rất kỵ đi thuyền. Con sinh vào ngày này nên đặt tên là Đỗ, Giải, Trại hoặc lấy tên sau của năm hay tháng thì mới dễ nuôi. Hướng xuất hành, hắc thần, hướng ông thần ác, xấu, nên tránh, hướng bắc. Giờ xuất hành nên tránh, 11 đến 13 giờ, 23 đến 1 giờ, không vong tuyệt lộ, xấu. Đây là giờ đại hung, rất xấu. Xuất hành vào giờ này thì mọi chuyện đều không may, rất nhiều người mất của vào giờ này mà không tìm lại được. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, đi xa e gặp nạn nguy hiểm. Chuyện kiện thư thì thất lý, tranh chấp cũng thua thiệt, e phải vướng vào vòng tù tội không chừng. Việc quan trọng phải đòn, gặp ma quỷ cúng tế mới an. 5 đến 7 giờ, 17 đến 19 giờ, lưu niên, xấu, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt. Kiện cáo nên hoãn lại, người đi chưa có tin về. Mất của, đi hướng nam tìm nhanh mới thấy, nên phòng ngừa cãi cọ. Miệng tiếng rất tầm thường, việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn. Tính chất cung này trì trệ, kéo dài, gặp xấu thì tăng xấu, gặp tốt thì tăng tốt. 7h9h, 19 đến 21 giờ, xích khẩu, xấu. Xuất hành vào giờ này hay xảy ra việc cãi cọ, gặp chuyện không hay do thần khẩu hại sát phẩm, phải nên đề phòng, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ mồm giữ miệng. Người ra đi nên hoãn lại, phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận, tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau. 5. Dương lịch, thứ 6, ngày 29 tháng 11 năm 2024. Âm lịch, ngày 29 tháng 10 năm 2024 tức ngày Đinh Dậu, tháng Ất Hợi, năm Giáp Thìn. Sao xấu, theo Ngọc Hạp thông thư, phi ma sát, tai sát, kỵ giá thú nhập trạch. Chu tước hắc đạo, kỵ về nhà mới, khai trương. Sát chủ, xấu mọi việc. Lỗ ban sát, kỵ khởi công, động thổ. Ngày 29 tháng 11 năm 2024 là ngày ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Giờ xuất hành nên tránh, 1 đến 3 giờ, 13 đến 15 giờ, lưu niên, xấu, nghiệp khó thành, cầu tài mờ mịt. Kiện cáo nên hoãn lại, người đi chưa có tin về. Mất của, đi hướng nam tìm nhanh mới thấy, nên phòng ngừa cãi cọ. Miệng tiếng rất tầm thường, việc làm chậm, lâu la nhưng làm gì đều chắc chắn. Tính chất cung này trì trệ, kéo dài, gặp xấu thì tăng xấu, gặp tốt thì tăng tốt. 3h5h, 15 đến 17 giờ, xích khẩu, xấu. Xuất hành vào giờ này hay xảy ra việc cãi cọ, gặp chuyện không hay do thần khẩu hại sát phẩm, phải nên đề phòng, cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, giữ mồm giữ miệng. Người ra đi nên hoãn lại, phòng người người nguyền rủa, tránh lây bệnh. Nói chung khi có việc hội họp, việc quan, tranh luận, tránh đi vào giờ này, nếu bắt buộc phải đi thì nên giữ miệng dễ gây ẩu đả cãi nhau. 7 đến 9 giờ, 19 đến 21 giờ, không vong tuyệt lộ, xấu. Đây là giờ đại hung, rất xấu. Xuất hành vào giờ này thì mọi chuyện đều không may, rất nhiều người mất của vào giờ này mà không tìm lại được. Cầu tài không có lợi, hay bị trái ý, đi xa e gặp nạn nguy hiểm. Chuyện kiện thư thì thất lý, tranh chấp cũng thua thiệt, e phải vướng vào vòng tù tội không chừng. Việc quan trọng phải đòn, gặp ma quỷ cúng tế mới an. Quý vị tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thân mến. Phật dạy trong cuộc đời này có bốn thứ không nên mắc nợ, đó là tiền bạc, là trách nhiệm, là ân tình và thời gian. Nợ mà không trả là tự gieo nghiệp nghèo hèn. Về món nợ thứ nhất là tiền bạc, theo lẽ tự nhiên, có vay thì có trả. Khi ta vay ai một món tiền nghĩa là ta đang nhận ở người đó một món nợ không chỉ đơn thuần là vật chất mà còn là ân nghĩa. Thế nhưng ở đời, nhiều người vay tiền không muốn trả dẫn đến gieo nghiệp nghèo. Có người xù nợ,
Có người trả nợ nhưng lại mang niềm oán giận người cho vay. Theo lý lẽ nhà Phật thì đây chính là việc họ đang tự gieo nghiệp nghèo hèn cho mình. Tiến làm nghề kinh doanh bất động sản ở Hà Nội vốn xuất thân là một người khá giả. Anh được thừa hưởng khối tài sản lớn của bố mẹ để lại nên bắt đầu lập nghiệp kinh doanh bất động sản một cách thuận lợi. Thế nhưng chỉ sau 10 năm lấy vợ và làm người giàu có, sự nghiệp của Tiến càng ngày càng xuống dốc. Bao nhiêu đất đai mà Tiến tậu được cuối cùng phải bán hết vì nợ nần. Chẳng là trong quá trình làm ăn, Tiến thường vay rất nhiều người, cả ngân hàng cũng như anh em bạn bè và bất cứ ai mà Tiến gặp. Tiến ở nhà biệt thự, đi xe sang nhưng lạ là khi có cơ hội vay được tiền của ai là Tiến vay. Lúc vay, Tiến đều hứa là một tháng hoặc hai tháng sau sẽ trả. Nhưng đến ngày hẹn trả, Tiến viện đủ lý do để khất nợ. Khi đòi quá thì Tiến sẽ tránh mặt, không trả lời điện thoại, thậm chí còn dùng kế cả vú lấp miệng em rằng đừng có mà dồn tôi đến chân tường hoặc dùng kế hoãn binh, yên tâm đi, một tuần sau tôi trả không thiếu một đồng. Anh em với nhau, vay mấy đồng bạc mà cứ làm như là chết đến nơi. Thế nhưng đến một tuần sau đó, Tiến lại lờ đi như chưa bao giờ có chuyện vay mượn xảy ra. Hầu hết những người cho Tiến vay tiền đều đã có mối quan hệ rất thân tình, tốt đẹp với anh. Nhiều người vì cho Tiến vay tiền mà mất thời gian đi hỏi nợ, mất cả ăn cả ngủ vì ức chế, vợ chồng mất hòa thuận vì trách móc lẫn nhau khi cho Tiến vay tiền. Tiến cũng từng kiếm được bộn tiền nhờ buôn bán bất động sản. Thế nhưng trong khoảng 5 năm trở lại đây, Tiến không làm ăn gì được với nghề này. Bao nhiêu đất của Tiến đều bị các chủ nợ thu hồi. Đến ngôi nhà vợ chồng Tiến ở cũng bị ngân hàng siết nợ. Hiện, Tiến đang phải ra phụ vợ bán hàng ăn để kiếm sống hàng ngày. Trường hợp thích nợ, vay nợ không muốn trả như của Tiến không hề hiếm. Chỉ cần tra Google cụm từ vay tiền không trả, bạn sẽ tìm ra hàng loạt những câu hỏi gửi luật sư của các chủ nợ là nạn nhân của những con nợ vay tiền không muốn trả kiểu này. Thượng tọa Thích Chân Quang, trong bài Pháp Âm Nhân Quả Giàu Nghèo, giải thích về vấn đề nhân quả giàu nghèo trong bài Pháp Âm Nhân Quả Giàu Nghèo như sau: giàu là do siêng năng giúp đỡ, bố thí người khác. Nghèo là do hà tiện, bủn xỉn, ích kỷ, không chịu bố thí. Theo lời giải thích này thì hành vi vay tiền không trả hoặc vay tiền không muốn trả là một biểu hiện của tâm ích kỷ, tráo trở. Chiếu theo luật nhân quả trong đạo Phật thì hành vi đó chính là cách gieo nghiệp nghèo hèn cho mình. Nhanh thì cho đời này, muộn thì cho những đời sau. Không chỉ gieo nghiệp nghèo vì tâm ích kỷ mà còn gieo cả nghiệp gian truân trong đời vì tâm tráo trở như đã phân tích ở trên. Thạc sĩ Nguyễn Hồng Lê, Trung ương đoàn TNCSHCM cũng cho rằng tốt nhất trên cuộc đời không nên nợ cái gì. Khi ta nợ ai đó một cái gì thì ta đang tự khoác lên cuộc đời mình một gánh nặng. Về vấn đề nợ tiền bạc cũng như vậy, bất đắc dĩ thì mới phải đi vay. Người có đạo đức họ sẽ ăn không ngon ngủ không yên khi chưa trả được nợ. Còn người thiếu đạo đức thì thường họ không có cảm giác đó. Ngược lại với họ, vay được là mừng, còn không cần biết là khi nào sẽ trả. Khi nào người khác đòi nợ thì họ sẽ chây ì mặc cho ân nhân của mình đau khổ, tức giận thế nào. Theo các chuyên gia, người sợ nợ vì thế cũng là người có đạo đức. Bởi nợ nào thì cũng phải trả, không trả cách này thì sẽ phải trả bằng cách khác. Bởi nhân quả không loại trừ ai. Dân gian có câu nói truyền miệng rất hay đó là tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Câu này có ý nghĩa là dù yêu quý nhau đến cỡ nào thì vẫn nên minh bạch trong vấn đề tiền bạc. Tiền bạc là mồ hôi, là công sức lao động của mỗi người. Nếu vì yêu quý nhau, thân thiết nhau mà lợi dụng tiền bạc của nhau thì đến một ngày tình cảm cũng sẽ sứt mẻ. Ngay cả anh em ruột thịt thì vẫn cần phải rõ ràng về vấn đề tế nhị này. Khoản nào vay thì rõ là vay và cần phải trả với tấm lòng biết ơn. Khoản nào cho, biếu hay tặng thì người cho không nên đòi người nhận một ngày nào đó trả ơn mà hãy vô tư theo cách cho đi hạnh phúc chính là mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng đó là phía người cho, còn phía người nhận thì bắt buộc không bao giờ được quên ân tình đó. Bởi món nợ đó không đơn thuần là nợ vật chất mà còn là nợ cả ân tình và nếu không trả sẽ gieo nghiệp nghèo. Cảm ơn quý vị mệnh chủ đã dành thời gian lắng nghe, còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt, hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.